Đọc truyện Dịu dàng tận xương Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 106 Em gái, mẹ ơi Quý nhiên gọi to, theo cùng là tiếng bước chân vui tươi hớn hở của cô cậu Khương cách ngồi trên ghế tựa, Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn rọi vào, sưởi nắng một hồi lại thấy lười biến buồn ngủ. Ban công được thiết kế theo kiểu khép kính, mùa hè mở ra đón gió biển, mùa đông đóng lại, bật hệ thống sưởi lên là có thể tắm mình dưới ánh nắng. Trước khi quý nhiên vào, Khương Cách đã chập mắt một giấc ngắn, đến 3 tháng cuối thai kỳ, tình trạng buồn ngủ của cô cũng trở nên dữ dội hơn. Đây là một chuyện tốt đối với phụ nữ mang thai, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và chất lượng mới có thể giữ được tinh thần thoải mái trong suốt thai kỳ. Khương Cách vẫn chưa mở mắt ra nhưng khóe môi đã nở nụ cười. Hiện giờ cô đã mang thai được 9 tháng. Nhưng ngoại trừ chiếc bụng to tròn nổi lên sau áo thì vóc dáng cô gần như không có gì thay đổi. Tóc buộc đuôi ngựa thấp mềm mại buông rũ xuống bờ vai, nụ cười dưới ánh mặt trời mùa đông hết đổi dịu dàng. Quý nhiên vừa mới ngủ trưa dậy, hiện tại cậu được 3 tuổi, đã lớn hơn một chút so với hồi 2 tuổi rưỡi. Sau khi thức dậy, cho dù không có ba mẹ bên cạnh cũng sẽ không khóc. Đôi chân ngắn ngủn trèo xuống giường, trước khi đi không quên xỏ đôi dép nhỏ của mình vào, sau đó chạy sang đây tìm mẹ. Vào mùa đông mẹ rất thích phơi nắng, dưới ánh mặt trời mẹ vô cùng ấm áp và mềm mại, lông mi dày cong vút trợp bóng dưới ánh nắng, đẹp ơi là đẹp. Khương cách dịch người sang một bên nhường chỗ cho bé con, quý nhiên ngồi xuống ghế mây, ánh mắt trong veo mang đầy yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng tròn xoe của mẹ. "Chào buổi chiều, em gái." Quý Nhiên nói. Trước khi Khương Cách mang thai, Quý Nhiên muốn có một cô em gái. Nhưng sau khi mang thai, Quý Tranh đã giải thích với cậu, hiện tại vẫn chưa thể xác định được mẹ mang thai em trai hay em gái. Quý Nhiên chưa bao giờ gọi rõ em bé trong bụng Khương Cách một cách xác định như vậy chỉ chờ đợi sự ra đời của em như thể đang chờ đợi một điều bất ngờ bàn tay nhỏ bé của quý nhiên đặt trên bụng dùng sức rất nhẹ khương cách nghiêng đầu nhìn cậu áp tay lên bàn tay nhỏ bé của cậu tay mẹ ấm áp quý nhiên ngước mắt lên nhìn mẹ toét miệng cười sao con lại gọi là em gái khương cách thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái rồi cùng con trai bắt đầu một buổi chiều vui vẻ cô mở rộng cánh tay quý nhiên nhẹ nhàng tựa vào cánh tay mẹ nói buổi trưa con có một giấc mơ khi trong nhà có người mang thai không chỉ người mẹ hay người cha tương lai mà cả ông bà và anh chị của đứa bé sắp chào đời đều có thể nằm mơ thấy em bé trong giấc mơ ít nhiều sẽ hiện ra những hình ảnh gợi ý hay tiên đoán nếu chính xác thì sẽ là điều huyền bí còn ngược lại thì xem như một câu chuyện vui vì thực chất giấc mơ thường phản ánh những điều chúng ta nhìn thấy hay suy nghĩ trong thực tại đôi mắt khương cách lóe sáng trên mặt mang theo ý cười, ngạc nhiên hỏi, là giấc mơ như thế nào? Trẻ con 3 tuổi đã có khả năng tư duy logic mạnh mẽ. Quý nhiên thông minh hơn những đứa trẻ bình thường khác một chút, khi kể về giấc mơ của mình, thậm chí còn miêu tả lại khung cảnh lúc đó. Mùa xuân đến, trên một sườn đồi, khắp sườn đồi đều có hoa dại, gió rất nhẹ. Thổi qua hoa dại như sóng vỗ bên bờ biển. Con, Mẹ và ba đi giả ngoại ở dưới gốc một cây đa trên sườn đồi, cây đa rất lớn giống cây đa ước nguyện trong công viên ở phố cũ. Trên cây treo lụa màu bay phất phới trong gió. Mẹ và ba đang nấu cơm, con đang chơi đồ chơi xếp hình ở phía bên kia cây đa. Con chồng cắt khối gỗ lên nhưng bị gió thổi ngã. Lúc con nhặt nó lên định xây lại, thì có một con rồng tới bên cạnh con. Rồng. Khương cách bật cười, không nhịn được chen ngang lời cô cậu, chỉ là cô không nghĩ tới, quý nhiên hiện tại ngay cả con rồng cũng nhận ra. Dạ. Quý nhiên cho rằng mẹ không biết, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm lại thành nắm đấm, chỉ duỗi ngón trỏ ra đặt trên đỉnh đầu làm thành hình cái sừng, có sừng, có vảy, dài. Đôi mắt rất xinh đẹp, nhưng là một con rồng nhỏ. Quý nhiên nhớ lại con rồng trong giấc mơ, mô tả ngắn gọn cho mẹ nghe. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô cậu, Khương Cách chú tâm lắng nghe. Không biết từ lúc nào, Quý Tranh cũng từ bên ngoài bước vào. Hai mẹ con ngồi trên ghế tựa, anh ngồi dưới tấm tatami bên cạnh, người đàn ông mặc quần áo ở nhà, đôi chân dài duỗi ra thư thái. Anh nhìn vợ con, dịu dàng mỉm cười. Quý Nhiên tiếp tục, nó bảo con cài chiếc nơ lên đầu nó. Khương Cách liếc nhìn Quý Tranh, hai vợ chồng cùng bật cười. Khương Cách hỏi, vậy con có cài cho nó không? Quý Nhiên trước giờ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, cậu gật đầu, con cài cho nó một chiếc nơ màu hồng, nó vui lắm, nó bay vòng quanh con hai vòng, sau đó rời đi. Đây là một giấc mơ rất đẹp, khi cậu bé con kể lại, khóe mắt cũng bất giác cong cong, sau đó nói tiếp với mẹ, trước khi đi, nó gọi con là anh. A. À. Quý Nhiên vừa dứt lời, Khương Cách bỗng nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Quý Tranh đứng dậy, ngồi quỳ một chân bên cạnh cô, nhìn cô hỏi: "Em sao thế?" Khương Cách cúi đầu nhìn bụng mình, trong lòng cảm thấy có đôi chút kỳ diệu. Lúc Quý Tranh nói anh, bé con trong bụng cô đột nhiên đá cô một cái. "Con đá em." Khương Cách liếc nhìn Quý Tranh, cười ngọt ngào. Hai cha con đều đưa mắt nhìn Khương Cách trước rồi sau đó liếc nhìn chiếc bụng của cô. Trong nhà bật hệ thống sưởi, cho dù là mùa đông ánh mặt trời vẫn ấm áp. Khương Cách chỉ mặc một chiếc áo len. Lúc hai cha con dán mắt vào bụng Khương Cách. Trên bụng cô có một điểm nhỏ bị đẩy nhẹ lên giống như chiếc vây của một chú cá heo trên biển đang được điều khiển lái nhẹ nhàng dò tìm đường trên bụng cô. Đối với việc thai máy một nhà ba người đều đã trải qua, vì vậy ngay cả Quý Nhiên cũng không sợ. Bàn tay nhỏ bé của cậu áp lên bụng mẹ, cười nói, "Em gái nghịch quá." Vừa dứt lời, cách bụng mẹ bé con bên trong đá vào lòng bàn tay cu cậu tình cảm gia đình là một sợi dây kết nối vô hình nhưng vô cùng bền chặt luôn mang đến cho con người ta những điều kỳ diệu quý nhiên rung động lòng bàn tay tê dại cậu mở to hai mắt sửng sốt nhìn mẹ ba mẹ đang cười với cậu quý nhiên đứng thẳng dậy cẩn thận áp má vào bụng mẹ cười nói em chào anh hả trong bụng không có động tĩnh gì quý nhiên ôm lấy mẹ cười khinh khích Khương Cách đặt tay lên tay con trai, nhẹ nhàng vuốt ve vành tay nhỏ bé của cậu. Vào một buổi chiều mùa đông ấm áp và lười biếng, khi Khương Cách cúi đầu, những lọn tóc mai lòa xòa rơi xuống gò má, Quý Tranh luồn ngón tay vào những lọn tóc rồi vén hết ra sau tay cô, ba mới vừa gọi điện, chúng ta đi thôi. Hôm nay là đêm giao thừa, một nhà ba người sẽ về đại viện quân khu để cùng nhau đón năm mới. Trẻ con lớn nhanh như thổi, gần như thay đổi từng ngày. Sau khi có con, thời gian tự hồ trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Tết năm ngoái tựa như chỉ là chuyện ngày hôm qua, vậy mà mới chớp mắt một cái đã lại đón một năm mới đến. Biết Khương Cách và Quý Nhiên đều phải ngủ trưa nên mãi đến 2 giờ chiều Quý Phàm mới gọi điện qua. Một tiếng sau, Quý Phàm ra mở cửa. Quý Nhiên chạy ào vào lòng ông. Ông nội Quý Nhiên reo to rồi cọ mặt vào mặt ông nội. Ít đối với người lớn chỉ là mốc thời gian đánh dấu thêm một sự kiện trôi qua trong đời không có gì hiếm lạ và mới mẻ nhưng khi ở bên cạnh con trẻ luôn bị vui lây với niềm hân hoan và hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt trẻ thơ đó quý phàm ông lấy quý nhiên cảm nhận được sự trưởng thành của cậu có lẽ thật sự không tới mấy năm ông sẽ không có cách nào bế quý nhiên được nữa a nhiên có nhớ ông nội không quý phàm bế quý nhiên cười hỏi dạ nhớ. Quý nhiên cười khinh khích trả lời, đoạn không quên hỏi lại, ông nội thì sao ạ? À? Ông nội cũng nhớ A Nhiên. Bị tình cảm yêu thương dân trào lúc nào cũng bộc lộ hết ra ngoài của cháu trai, cảm hóa, trong một thời gian dài. Những từ như view và nhớ đã không còn quá khó để thốt ra nữa. Sau khi hoàn thành màn chào hỏi đầy tình thâm với cháu trai xong, ông ngước mắt nhìn Quý Tranh và Khương Cách đang đứng ở cửa. Quý tranh đứng phía sau Khương Cách, cánh tay vòng qua đỡ hông cô. Khương Cách đã đủ tháng, bụng đã rất lớn. Trong lúc Quý Nhiên và Quý Phàm trò chuyện, những người khác ở trên tầng cũng đi xuống. Cả nhà rộn ràng tiếng chào hỏi nói cười rồi mọi người kéo nhau vào phòng khách. Cuối cùng ngoài cửa chỉ còn lại Khương Cách và Quý Tranh. Cánh cửa đã đóng lại, nhốt cái ẩm ướt và lạnh giá của mùa đông bên ngoài, bên trong cửa chỉ có hơi ấm ấm áp. Quý Tranh ngồi sổng trên một gối, cởi giày rồi thay dép lê cho Khương Cách. Lúc này ở khu vực sảnh gần cửa ra vào chỉ có hai vợ chồng. Hai người cười nói chuyện phím. Trong mắt ba chúng ta bây giờ A Nhiên là số một, tiếp đó là em, cuối cùng mới nhìn tới anh. Quý Tranh xỏ dép vào cho Khương Cách, lắc đầu cười đứng dậy nói với Khương Cách. Khương Cách nhớ tới tình cảnh vừa rồi, không nhịn được vì cười thành tiếng, đưa mắt nhìn chồng, cô véo véo tai anh, dỗ dành, đến lúc em gái a nhiên ra đời nói không chừng anh sẽ đứng thứ tư hai vợ chồng nhìn nhau cười rộ lên quý tranh nắm tay cô hai người đi vào phòng khách trong phòng khách quý nhiên đã ngồi xuống đang kể cho ông nội nghe chuyện cu cậu nằm mơ lúc trưa những người trẻ đang bận rộn trong bếp trong phòng khách chỉ còn lại bậc ông bà lúc nghe thấy quý nhiên cường thuật lại giấc mơ một nhà quý cẩm và quý xuyến đang ở trong bếp cũng ló đầu ra ngoài lắng tai nghe ngóng nghe xong mọi người đều ồ lên vui vẻ hoàng di quân trên tay còn đang cầm nấm đùi gà chưa sơ chế vừa cười vừa nói a nhiên muốn có em gái như vậy lần này nhất định sẽ là em gái hoàng di quân vừa nói xong quý hiển liền tiếp lời là con rồng đó năm nay là năm con rồng không phải sao nhưng năm nay gần hết rồi ạ à. quý cẩm cười nói chỉ còn có mấy tiếng nữa. Giấc mơ của trẻ con nhiều không đếm xuể, cũng không coi là thật, mọi người tán gẫu một lúc rồi tản ra ai làm việc nấy. Nhưng Quý trước bên cạnh đến lúc này mới giải mã xong tín hiệu vừa ra được, hớn hở reo, "Ông nội, cuối cùng thì con cũng có em gái rồi." Quý Xuyến nghe thấy Quý trước nói vậy, chỉ vào cô bé cười nói, "Trước trước, không phải con nói con thích em trai sao?" Quý Xuyến vừa mới sinh hồi tháng 8 lúc đó sinh một bé trai, quý chức phấn thích nói là thích em trai nhất. Trẻ con đều như vậy, nhanh thích nhanh chán cũng mau nhớ mau quên. Con đã có hai em trai, nhưng không có em gái nào hết. Quý chức giải thích. Cô bé nói như vậy cũng đúng. Hiện giờ đời cháu cũng chỉ có một mình quý trước là con gái. Mọi người lại tiếp tục thảo luận. Không khỏi hướng về phía chiếc bụng to tròn của Khương Cách nghiên cứu một phen, xác định xem là con trai hay con gái. Vậy nếu là em trai thì sao? Bà Lương Thanh cắt đặt tách trà xuống, hỏi Quý Nhiên vẫn còn đang vô cùng ham hở. Quý Nhiên vẫn luôn muốn có em gái, nhưng sau khi nghe bà cố nói, biểu cảm trên gương mặt cũng không có gì thay đổi. Đôi mắt to tròn giống như quả nho đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đáp, em trai con cũng thương. Bất luận là em trai hay em gái, chỉ cần là người nhà của cậu cậu sẽ dùng tình yêu thương để bao dung, giúp đỡ và đùm bọc. Đây là những điều mà nhà họ quý đã truyền lại cho cậu ngay từ khi cậu còn nhỏ. Cậu bé con trả lời một cách đầy nghiêm túc khiến cả nhà không nhịn được cười. Ai nấy đều mỉm cười rồi quay lại vị trí của mình. Quý xuyến bế con trai, nhìn thoáng qua bụng của Khương Cách. Phụ nữ vừa mới sinh xong, chủ đề nói chuyện lúc nào cũng xoay quanh mấy đứa trẻ. Cách cách, hiện tại em đã đủ tháng rồi đúng không? ngồi xuống bên cạnh Quý Nhiên, Khương Cách giơ tay ôm cậu, đáp, dạ, đã quá ngày dự sinh ba ngày. Mấy hôm trước em ở suốt trong bệnh viện chờ sinh nhưng không có động tĩnh gì. Bác sĩ bảo em về nhà ăn Tết. Quý Xuyến cười trêu ghẹo, khi đó A Nhiên ra sớm 15 ngày, bảo bối này của em sẽ không nằm chơi trong đó để em bù cho đủ số ngày mà A Nhiên ra trước đấy chứ. Vượt quá ngày dự sinh, mấy hôm trước tâm trạng của Khương Cách có hơi bồn chồn lo lắng, nhưng mấy ngày nay đã ổn định trở lại. Bất kể sinh lúc nào, Quý Tranh và mọi người trong nhà vẫn luôn ở bên cạnh cô. Mâm cơm tất niên đang được mọi người chuẩn bị, Quý Tranh tất nhiên cũng đi phụ giúp một tay. Bữa cơm ngày cuối năm rất đa dạng và phong phú, thời gian chuẩn bị rất lâu, mọi người trong bếp đều bận rộn không ngơi tay. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều, Quý Tranh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi rửa tay đi ra khỏi bếp. Trong phòng khách, các bậc cha chú vẫn còn đang nói chuyện phím. Thấy Quý Tranh đi ra, Quý Nhiên gọi, ba. Quý Tranh nhìn lướt qua phòng khách, bà Lương Thanh cắt hiểu ý, con bé cách cách ở trên lầu, có chuyện gì vậy? Đến giờ ăn chiều của cô ấy à? Quý Tranh đáp. Phụ nữ có thai ăn một ngày nhiều bữa, những khi ở nhà Quý Tranh đều sẽ chuẩn bị sẵn cho Khương Cách, khi có việc phải ra ngoài anh sẽ gọi điện thoại nhắc nhở cơm tất niên phải đến 8 giờ tối mới bắt đầu quý tranh chuẩn bị bánh quy và sữa cho khương cách lót giả dạ trước một chút nói xong quý tranh mỉm cười rồi bưng khay bánh đã chuẩn bị chu đáo lên lầu khương cách bụng quá to ngồi lâu rất dễ mệt nên cô mới lên lầu cô ngồi trên giường cầm quyển truyện cổ tích của quý nhiên đọc thích thú quý tranh bưng khay bánh quy và sữa đi vào khương cách đưa mắt nhìn bật cười đúng lúc em đói bụng sau khi nói xong, Khương Cách liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, biết Quý Tranh nhớ rõ giờ ăn chiều của mình, trong lòng ấm áp, Quý Tranh bước tới ngồi xuống, Khương Cách tưởng cái bụng to tròn ôm lấy anh. "Cảm ơn ông Quý." Quý Tranh cầm chắc cốc sữa trên tay, cúi đầu hôn tóc cô, cười nói, "Bà Quý không cần khách sáo." Khương Cách vì cười, cầm bánh quy lên ăn. Bánh quy nhỏ là loại bánh dinh dưỡng được chế biến dành riêng cho phụ nữ mang thai. Vị ngọt rất nhẹ nhưng hương vị sữa đậm đà, xốp giòn cực kỳ ngon miệng. Sợ bị rơi vụn bánh lên giường, Khương Cách xuống giường lại tương đối vất vả. Quý Tranh lấy khăn giấy lót trên ngực cô. Chuẩn bị xong cơm rồi à? Khương Cách uống một ngụm sữa, nhìn Quý Tranh hỏi. Quý Tranh dùng ngón tay lau vụn bánh quy ở khóe miệng cô, dịu dàng đáp, chưa xong. Khương Cách vì cười, khóe mắt cong cong, vậy sao anh không đi phụ một tay? trộn lười quý tranh cười nói đôi mắt đen lấy dịu dàng muốn ở riêng với bà quý một lúc sau khi có con thời gian hai người ở riêng bên nhau cũng ít đi rất nhiều nhưng quý tranh luôn tìm được cơ hội để ở riêng với cô trong chốc lát đây là khoảng thời gian ngọt ngào thuộc về hai vợ chồng chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau tự do thoải mái và ấm áp nghe những lời quý tranh nói cõi lòng khương cách hết đổi ngọt ngào Cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ như một đóa hoa, chọn một chiếc bánh quy trong hộp đúc cho quý tranh. Quý tranh cúi đầu xuống cắn giữ chiếc bánh, cắn xong, hàm răng khẽ nhích tới trước, cắn ngón tay cô. Người đàn ông dùng lực rất nhẹ, tuy răng cứng chắc nhưng sự đụng chạm lại vô cùng mềm mại. Ngón tay nối liền với trái tim, đáy lòng Khương Cách tê dại. Anh đang ăn gì thế? Khương Cách nhìn anh cười hỏi. Người đàn ông thông dong, nhả ngón tay cô ra ăn kẹo. Cô đối với anh chính là kẹo đường mật ngọt, mỗi một nơi trên cơ thể cô, khi nụ hôn của anh rơi xuống, đều nếm được hương vị ngọt ngào. Buổi tối mùa đông, mặt trời sắp lặn, trong phòng ngủ chảy tràn mật ngọt. Cõi lòng Khương Cách ngọt ngào, cô nghi người tới trước, em cũng muốn ăn kẹo. Quý Tranh im lặng nhìn cô, chờ đợi. Hai tay Khương Cách giữ vai anh, miệng ghé sát vào cái ít hầu đang trượt lên trượt xuống, nhưng còn chưa kịp cắn vào, động tác bỗng khựng lại. Cảm giác quen thuộc ập đến, Khương Cách ngước mắt lên nhìn Quý Tranh. Lúc động tác của cô khựng lại. Hai hàng chân mày của Quý Tranh thoát cái nhíu chặt, Khương Cách đã qua ngày dự sinh, anh còn lo lắng và chú ý cẩn thận hơn cả cô. Nhận ra được sự bất thường của cô, Quý Tranh cúi nhìn Khương Cách. Anh còn chưa kịp hỏi, cơ thể Khương Cách từ từ thả lỏng tựa vào lòng anh, cô nói, hình như bị vỡ ối. Trong phòng khách dưới nhà, người lớn đang nói chuyện phím, con cháu đang nấu nướng trong bếp. Quý Nhiên và Quý Trước đang chơi trên ghế sofa. Lúc Quý Tranh Bế Khương Cách xuống lầu, mọi người đều đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Quý Cẩm mau đi lấy xe. Khương Cách sắp sinh. Bà Lương Thanh cắt hô to. Quý Cẩm hớt hải từ trong bếp chạy ra, Hoàng Di Quân cũng theo sau ra tới vừa chạy vừa nói đưa khương cách ra xe trước đi quý nhiên và quý trước để em trong sau khi hai vợ chồng chạy ra quý xuyến hướng về phía người đàn ông đang bận rộn trong bếp dặn dò ông xã anh tắt hết bếp đi tạm thời khoan nấu ạ à. trong tình cảnh hỗn loạn nhưng được xử lý rất linh hoạt gọn gàng quý trước hỏi mẹ chúng ta đi bệnh viện sao quý nhiên nhìn thấy mẹ được ba bế xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi vì sợ hãi cậu dựa vào lòng chị gái. Quý chức ông cậu an ủi, a nhiên đừng sợ. Hoàng Di Quân còn chưa trả lời, Quý Phạm một tay bế Quý Nhiên, một tay ông Quý chức nói, ông đưa hai đứa đi. Vậy để anh chở ba mẹ. Bác trai cả nói. Trong lúc mọi người phân công sắp xếp công việc, Quý Cẩm đã lái xe chở Quý Tranh và Khương Cách đi trước. Sau khi bọn họ đi rồi, Quý Phạm và bác cả mỗi người một chiếc nhà quý xuyến lái một chiếc từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra khỏi đại viện trong nháy mắt trong nhà không còn một bóng người lúc chiều khương cách có cảm nhận được cơn đau chuyển dạ nhưng cơn đau chỉ thoáng qua lại không quá rõ ràng nên cô cũng không để ý sau khi vỡ ối cơn đau chuyển dạ thật sự ập đến cả người cô cuộn tròn trong lòng quý tranh quý cẩm lái xe vững vàng lại nhanh chóng trên đường đi quý hiển đã liên lạc với bệnh viện quân khu Lúc quý tranh đến, các y tá bác sĩ đã đợi sẵn bên ngoài lập tức đặt Khương Cách lên băng ca đẩy vào. Hơn 6 giờ, trời đã tối hẳn, Khương Cách và các bé con của cô tự hồ đều thích đến thế giới này vào ban đêm. Có lẽ chúng biết mẹ mình chào đời trong bóng đêm, nên chúng muốn đến thắp sáng bóng đêm để mẹ không còn đơn độc một mình nữa. Khương Cách nằm trên băng ca được đẩy vào phòng sinh. Quý Tranh nắm tay cô, người đàn ông nắm lấy bàn tay cô với lực rất nhẹ, nhưng từng ngón tay thon dài đều căng cứng mười ngón tay đang vào nhau siết chặt khương cách cảm nhận được nhịp đập của mạch ở ngón tay người đàn ông cô ngước mắt nhìn anh quý tranh cũng đang nhìn cô đáy mắt anh như đại dương vô tận trong đêm tối mênh mông sâu thẳm người lính bắn tỉa có tố chất tâm lý vững vàng trên chiến trường khi cô sinh lại hồi hộp căng thẳng đến độ môi mím lại thành một đường kẻ đây không phải là lần đầu tiên khương cách nhìn thấy quý tranh như thế này Lần trước lúc xin quý nhiên dáng vẻ anh cũng như vậy. Vốn tưởng anh đã trải qua một lần, đến lần này ít nhiều gì cũng sẽ quen. Nào ngờ vẫn như vậy. Khương Cách nhìn vào tia sáng trong mắt anh, trở tay cầm tay anh. Bàn tay của phụ nữ đối với anh mà nói không có bao nhiêu sức, nhưng dường như cô đã dùng hết sức lực của mình để thu hút sự chú ý của anh. Sau khi siết chặt, sợ làm anh đau nên lại khẽ buông ra cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay cô truyền qua, quý tranh hiểu ý, anh cúi người xuống ghé sát tay vào môi cô. Đợi cô nói. chấp mũi khương cách bị vành tay anh cọ vào, ngư ngứa, cảm giác trâm ran này lan ra khắp cơ thể làm vơi đi một phần nào cơn đau chuyển dạ. Anh muốn đánh cuộc không? Quý tranh nghiêng đầu sang nhìn khương cách, cô đang cười. Cảm giác căng thẳng trong lòng cũng giảm đi, quý tranh nhớ tới lần trước lúc sinh quý nhiên, hai người đã đánh cuộc, anh nhìn Khương Cách. Đưa tay chạm vào mặt cô, trên mặt cô rịn lấm tấm mồ hôi, ngón tay anh có cảm giác ương ước. Được, đánh cuộc, em đoán là con trai hay con gái? Vẫn như cũ, vẫn để cho Khương Cách chọn trước. Em đoán là con gái. Khương Cách cười nói. Quý tranh âu yếm nói, được, anh đoán đây là con trai. Nghe anh nói vậy, Khương Cách nhuyễn miệng cười, đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ dịu dàng. Cô đưa tay chạm vào gương mặt anh, "Trấn An, A Tranh, đừng căng thẳng." Quý Tranh khẽ cười, cúi đầu hôn trán cô, "Được, nghe lời em." Lúc cương cách được đẩy vào phòng sinh, người nhà họ Quý đều lần lượt nối bước nhau đến. Bên ngoài phòng sinh, từ ông cụ 80 tuổi đến em bé 3 tuổi, tất cả đều đang đợi ca sinh bên trong phòng kết thúc. Mọi người trong nhà ngồi vây lại yên lặng chờ đợi. Bên ngoài phòng sinh như thể được bao bọc bởi một hàng rào kiên cố an toàn và mềm mại dịu dàng nhất. Hôm đó, vào 7 giờ tối, đứa con thứ hai của Quý Tranh và Khương Cách chào đời, được đặt tên là Trúc. Nến, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng tươi sáng và dũng cảm. Chương 107: Em gái. Đầu tháng 4, Nam Thành bước vào xuân. Ánh mặt trời ấm áp buổi trưa chiếu qua cửa sổ kính sát trần rọi những tia nắng vàng xuống sàn gỗ ánh nắng bị ô cửa chia cắt thành những ô vuông lớn nhỏ cục bột trắng mặc áo ngắn quần sót đang ngồi sổng giữa ô vuông dưa dưa cục bột trắng giơ bàn tay nhỏ xíu trên mu bàn tay mũn mĩm có những lúng đồng tiền nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu chỉ vào con mèo tam thể ú na ú nần cục bột trắng gọi tên nó rồi bật cười thanh khách khóe mắt xinh đẹp cong cong giọng mềm nhũng bắt chước tiếng kêu mèo mèo cục bột trắng vừa bắt chước tiếng mèo kêu một tiếng xong trên đỉnh đầu vang lên âm thanh mềm mại dịu dàng phụ họa theo của người phụ nữ, tiếng kêu meo meo của hai mẹ con, một non nớt, một ấm áp nhẹ nhàng. Chầm chậm lan tỏa khắp phòng khách rộng lớn, chắc một chút dịu dàng xuống cho phòng khách trống trải. Nghe thấy tiếng kêu của mẹ, hai mắt cục bột trắng mở to, hàng lông mi dài cong vút, lúc nhìn lên đôi mắt tròn xoe xinh đẹp như búp bê. Sau khi mẹ đi vào, cô bé đứng dậy, động tác non nớt vụng về giơ cánh tay ngắn ngủn ra làm nũng. Mẹ, bế, Khương Cách nở nụ cười ôm cô bé vào lòng. Cô không bế bé, bé con lên mà đặt bé con xuống sofa bên cạnh, lấy một chiếc áo khoác nhỏ mặc vào cho quý Chúc. Nhiệt độ hiện tại thích hợp cho người lớn, nhưng gió ngoài bờ biển hơi lạnh, trẻ con vẫn chưa thích nghi được. Quý Trúc hiện giờ được một tuổi hai tháng, tuổi bi bô tập nói, lời nói chưa rõ ràng mạch lạc nhưng đại khái cũng có thể biểu đạt được ý của mình. Mẹ mặc cho cô bé một chiếc áo khoác len màu vàng lông gà con, làn da trắng hồng mịn màng của cô bé khiến chiếc áo khoác bỗng trở nên mềm mại như bơ sữa. Lúc mặc áo, Quý chúc chỉ ngón tay về phía dưa hấu trong lòng rồi nhìn mẹ với vẻ nghi hoặc, dưa dưa, cài cúc áo cho cô bé xong, khương cách để cô bé ngồi trong lòng mình, nhìn dưa hấu lười biếng trong lòng, khương cách giải thích, chúng ta phải đem dưa hấu đi tìm ba nên mới nhốt nó vào lòng. Cuối tháng 3, quân đoàn có một cuộc diễn tập quân sự, cuộc tập trận kéo dài hơn nửa tháng, quý tranh tham gia với tư cách sĩ quan huấn luyện. Hơn nửa tháng nay anh ở suốt trong đơn vị không có thời gian về nhà, ba mẹ con Khương Cách đã không gặp anh hơn nửa tháng. Sau khi kết hôn, hiếm khi cả nhà phải xa nhau thời gian dài như vậy, bọn trẻ đều rất nhớ ba. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào năm ngoái, cô ở lại học viện điện ảnh làm giảng viên. Cô vừa mới đóng máy một bộ phim, lịch dạy ở trường cũng không quá kín kẻ, vì vậy sắp xếp ra được mấy ngày rảnh rỗi có thể đưa hai anh em đi tìm ba. Quý Trúc nghe thấy ba, đôi mắt đen lấy sáng bừng lên. Cô bé cũng giống với Quý Nhiên đều được thừa hưởng đôi mắt hoa đào của Khương Cách, có điều Quý Nhiên càng lớn thì đôi mắt càng ánh lên vẻ lạnh lùng giống mẹ. Nhưng Quý Trúc thì không như vậy, đôi mắt cô bé hơi nhếch lên, long lanh như nước, sáng ngời dịu dàng. 3. Quý chúc thích thú, bàn tay nhỏ xinh vỗ bôn bốt. Đúng rồi. Thương cách cúi đầu hôn con, cười lặp lại, ba. Mỗi khi quý chúc phấn khích, khuôn mặt nhỏ đều ửng lên, làn da trẻ con mịn màng, khi ửng đỏ bên dưới làn da mềm mại trắng nõn hiện lên một lớp màu hồng hồng. Dưới ánh nắng mặt trời còn có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn, đáng yêu đến mức khiến người ta không kìm lòng được chỉ muốn hôn lên đôi gò má bầu bĩnh đó không cho khương cách cơ hội hôn quý chúc đã tụt xuống khỏi người mẹ cô bé đã tập đi được một thời gian nhưng vì chỉ mới hơn một tuổi nên đi chưa vững thỉnh thoảng vẫn còn hay lảo đảo lúc tụt xuống đôi chân ngắn ngủn bức hụt suýt chút nữa ngã nhào tới trước khương cách nhẹ nhàng đỡ lấy cô bé không một chút bối rối quý chúc là đứa con thứ hai của khương cách và quý tranh bọn họ không phải lần đầu làm cha mẹ với kinh nghiệm nuôi dạy quý nhiên khương cách đã khá thành thạo trong việc nuôi con có thể xử lý mọi việc tương đối dễ dàng đứng vững rồi quý chúc cũng cảm nhận được là mẹ đã giúp mình bèn quay đầu lại nói với mẹ cảm ơn khương cách nghiêng đầu cười nhìn cô bé không có gì nói chuyện với mẹ xong quý chúc lại toét miệng cười cô bé đi tới lòng mèo thò bàn tay nhỏ của mình vào lòng chạm vào bộ lông mềm mại của dưa hấu. Bàn tay em bé chạm vào nhẹ như lông vũ, còn mang theo mùi sữa. Dưa hấu được vuốt ve, phát ra tiếng rừ. Ừ. Ừ. Thích thú. Dưa hấu bị nhốt trong lòng, nhất định rất khó chịu, quý chúc vừa vuốt ve vừa dỗ dành, ngoan. Dưa dưa. Ngoan. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào phòng khách, cũng rọi lên người cô bé con chiếc áo khoác màu vàng lông gà con ánh lên ánh sáng mềm mại lấp lánh cô bé con như hòa vào ánh nắng quý chúc lớn đến thời điểm này tính cách của cô bé cũng dần hiện ra rõ nét quý nhiên giống khương cách trong sự lạnh lùng có cả sự dịu dàng được sản sinh từ tình yêu thương của gia đình còn quý chúc giống quý tranh cô bé giống như một đứa trẻ sinh ra từ lông vũ chạm vào đâu cũng mềm mại dịu dàng tuy dịu dàng nhưng không dễ dàng lùi bước cho dù té ngã hay không vui cũng đều không khóc mà sẽ bò dậy khỏi mặt đất và tiếp tục chạy. Khương Cách nhớ tới lần đầu tiên ôm Quý Trúc đến doanh trại, Cao Viễn nhìn thấy Quý Trúc đã nói một câu. Ngọn nến nhỏ này là hạt giống nữ tướng. Về những gì bọn trẻ sẽ làm trong tương lai, Khương Cách sẽ không lập kế hoạch thay cho các con, đợi chúng lớn lên, chúng sẽ tự tìm thấy mục tiêu và niềm vui của cuộc đời mình, đến khi đó cô và Quý Tranh chỉ cần đồng hành và ủng hộ là được. Cha mẹ có thể tham gia vào quá trình trưởng thành của con trẻ, nhưng chỉ nên đứng từ xa quan sát và can thiệp khi thực sự cần thiết, dạy cho chúng cách đương đầu với khó khăn thử thách như vậy mới không tước đoạt đi quyền tự do khám phá của con. Thu dọn hành lý xong, Khương Cách bế chút chút đi ra ga ra. Hàng ghế sau của xe lắp hai ghế trẻ em, ở giữa vẫn còn đủ chỗ đặt chiếc lồng của dưa hấu. Sau khi canh chỉnh ghế xong, Khương Cách đóng cửa xe. Nghe chút chút liếu triếu nói chuyện với dưa hấu, cô mỉm cười lái xe đến trường mẫu giáo của Quý Nhiên. Ngôi nhà tân hôn mà Quý Phàm tặng cho Khương Cách và Quý Tranh nằm bên bờ biển Nam Thành, nơi này là thành phố mới quy hoạch, giới doanh nhân và quan chức cấp cao Nam Thành đều sống ở đây, tất cả các tài nguyên đều đứng đầu Nam Thành. Đặc biệt là tài nguyên giáo dục. Trường mẫu giáo Quý Nhiên đang theo học là trường mẫu giáo quốc tế, hầu hết các bé vào học ở đây đều là con cái trong những gia đình sống ở thành phố mới trường đặc biệt chú trọng đến quyền riêng tư của bố mẹ nên quý nhiên đi học ở đây vợ chồng cô cũng rất yên tâm 4 giờ chiều trước khi trường tan học khương cách đã lái xe đưa quý chúc tới khu vực chờ của nhà trẻ cô không xuống xe vì phải trông chúc chúc và dưa hấu nên đã nhờ cô giáo giúp đưa quý nhiên ra những lúc không quay phim khương cách đều tự mình trông con nếu công việc kết thúc sớm cô sẽ luôn đến đón Quý Nhiên tan học đúng giờ. Quý Nhiên vừa đi ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy ngay mẹ đang đứng trước xe mỉm cười chờ mình. Sau khi trở thành giáo viên, phong cách ăn mặc của Khương Cách cũng thoải mái và đơn giản hơn. Áo sơ mi trắng, quần jean, kết hợp với áo khoác ngoài, tóc chỉ buộc đuôi ngựa thấp, trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng phong cách cá nhân của cô quá nổi bật, cho dù đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ, cho dù chỉ cần đứng yên ở đó cũng không thể che giấu được khí chất lạnh lùng sắc bén đầy bí ẩn kiêu kỳ trong dáng hình mảnh mai của cô. Mẹ! Quý nhiên chạy chậm qua. Quý nhiên sắp 4 tuổi rưỡi. Hạt mầm nảy thành cây con vương mình đón nắng mai, dáng vẻ mũm mỉm dễ thương ngày nào giờ đổi khác, tuổi còn nhỏ nhưng đã ra dáng thanh niên mang đến cho người ta cảm giác chững chạc. Chiều cao của quý nhiên là được di truyền từ ba, là người cao nhất trong số các bạn cùng trang lứa hiện giờ đã cao qua eo khương cách cô có thể ôm con trai mình mà không cần phải cúi xuống quý nhiên ôm khương cách một lát sau đó nghe thấy tiếng của quý chúc vang lên từ trong xe quý nhiên liền buông tay mở cửa xe ra mỉm cười với quý chúc anh về rồi âm thanh hồn nhiên trong trẻo sau khi nói xong cậu xoay người lại cúi đầu chào cô giáo đã tiễn mình ra cổng chào tạm biệt cô xong lúc này mới leo lên xe em gái quý nhiên để cặp xuống bước tới bên cạnh quý chúc ôm cô bé vào lòng quý chúc được anh trai ôm gương mặt rạng rỡ như bông hoa nhỏ cô bé giơ cánh tay bé xíu ôm lấy người anh trai lớn hơn mình rất nhiều cọ đầu vào lòng anh 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 nhớ sau khi quý nhiên đi học mẫu giáo buổi trưa không về nhà hai anh em tách nhau ra từ sáng sớm đến tận chiều tối mới được gặp nhau quý nhiên đưa tay xoa khuôn mặt mềm mại của em gái cười nói anh cũng nhớ em từ nhỏ đến lớn quý nhiên luôn là người nhỏ tuổi nhất trong nhà cậu được mọi người quan tâm chiều chuộng cho đến khi quý chúc ra đời sau khi quý chúc chào đời quý nhiên vẫn được mọi người hết mực yêu thương không có gì thay đổi nhưng cậu đã trưởng thành bởi vì cậu cũng có người để yêu thương chăm sóc em gái sẽ gọi cậu là anh cần có sự giúp đỡ của cậu sẽ bất ngờ chạy đến ôm cậu khi cậu đang chơi, sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi cậu lắp kép xong các khối xếp hình, còn cả ngậm ti giả ôm quyển sách lẫm chẩm đi tìm cậu để vòi vĩnh cậu kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ. Sự ra đời của Quý Trúc cũng là một phần trong quá trình trưởng thành của Quý Nhiên. Được em gái yêu thương và dựa dẫm, điều này giúp cậu học được cách chăm sóc và yêu thương cũng vô thức nảy sinh ý thức trách nhiệm. Đối với một cậu bé trai mà nói, không còn gì thỏa mãn hài lòng hơn hai anh em ở trên xe thể hiện tình cảm khăng khít gắn bó sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt cô giáo xong khương cách mở cửa xe lên xe ngồi vào ghế lái phía sau quý nhiên đã tự mình cài dây an toàn trong mắt khương cách ánh lên vẻ kinh ngạc cô khen ngợi a nhiên bây giờ thắt dây an toàn thật là lợi hại quý chúc bên cạnh lập tức phụ họa vỗ tay hoan hô anh nị hại nghe thấy lời khen ngợi của mẹ quý nhiên không hề ngượng ngùng cậu nói với mẹ hôm nay con học được trong lớp các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều là trẻ con nhà trường dạy kiến thức cơ bản trong sách vở nhưng đồng thời chú trọng kiến thức thực tế cuộc sống nhiều hơn khương cách mỉm cười còn chưa kịp nói gì phía sau đã vang lên một tiếng thán phục qua trong xe im lặng hai giây tầm mắt của quý nhiên và khương cách đều rơi trên người quý chúc quý chúc qua một tiếng bằng tất cả tình cảm chân thật đôi mắt sáng ngời lấp lánh nhìn quý nhiên đầy ngưỡng mộ quý nhiên liếc mắt nhìn khương cách hai mẹ con liếc nhìn nhau ngay sau đó cùng phá lên cười khương cách quay đầu lại nhìn con gái cười hỏi chúc chúc có muốn đi học không nào nhìn mẹ hai mắt quý chúc sáng bừng lên cô bé nói anh quý nhiên dựa lưng vào ghế trẻ em cười nói là đi học cùng với anh muốn giọng của cô bé con vang dội, Khương Cách lại phì cười, kết thúc buổi nói chuyện phím với con gái, cô chuẩn bị lái xe đến doanh trại. Sau khi khởi động xe, Khương Cách cười nói, chúc chúc muốn ở bên anh trai nên mới muốn đi nhà trẻ sao. Quý chúc nắm tay lại thành quả đấm nhỏ, gật đầu. Từ trong gương chiếu hậu nhìn thoáng qua, sau khi Quý chúc gật đầu, Quý Nhiên khẽ nhích người lại gần Quý chúc rồi hôn nhẹ lên trán cô bé một cái. Sau khi hôn xong, cả hai anh em đều cười khúc khích. Đợt huấn luyện cuối tháng 3 là đợt huấn luyện hàng quý của binh chủng đặc công. Trước đây quý tranh không cần phải tham gia xuyên suốt, nhưng cách đây một thời gian, Cao Viễn bị bệnh phải nhập viện, anh tạm thời thế chỗ và đi theo toàn bộ hành trình. Loại huấn luyện này quý tranh không cần tham gia huấn luyện, nhưng nó cũng không hề nhẹ nhàng hơn huấn luyện giả ngoại của binh chủng đặc công. Phải triển khai, lập kế hoạch, còn phải suy nghĩ tính toán xem làm thế nào để có thể kích thích khơi dậy ý chí của các chiến sĩ đặc công, việc này đòi hỏi trí lực và trí não tương đối cao. Nhưng Quý Tranh làm lính đặc công đã nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn, ngoại trừ bận rộn ra, anh không cảm thấy có gì quá vất vả. Khóa huấn luyện vẫn còn đang diễn ra, có điều tối nay binh sĩ tham gia huấn luyện sẽ được nghỉ xả hơi trong thời gian ngắn để chuẩn bị cho trận chiến cam go cuối cùng vào ngày mai. Vì vậy buổi tối hôm nay, Quý Tranh cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Sau khi giải tán, Quý Tranh và đám Lý Khả rời khỏi sân tập vừa tán gẫu vừa đi về. Đám Lý Khả tham gia huấn luyện, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt như, sau khi chia tay Quý Tranh ở lối vào ký túc xá, cả đám đến cơm cũng không buồn ăn liền chạy về phòng ngủ. Quý Tranh vỗ vỗ bả vai bọn họ. mỉm cười chào tạm biệt rồi đi về khu nhà ở của cán bộ mùa xuân, ngày dài hơn mùa đông, 6 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, hàng cây hai bên đường trong quân khu đổ bóng dài trên mặt đất. Quý tranh đang suy nghĩ tới bài huấn luyện ngày mai, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gọi non nớt. Ba Ba ba, giọng bé trai trong trẻo, giọng bé gái mềm mại. Khóe mắt quý tranh khẽ nhướng lên, đáy mắt nghiêm túc loáng cái dân lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Anh xoay đầu lại, nhìn ra sau. Khương Cách đứng trong ánh tà dương cuối ngày, toàn thân cô được bao phủ trong ánh nắng vàng cam ấm áp, tay trái cô nắm tay Quý Nhiên, tay phải dắt Quý chút, đứng đó mỉm cười với anh. Sau lưng cô, là ráng chiều nhuộm đỏ hoàng hôn, ở nơi doanh trại nghiêm trang lạnh lẽo. Sắc màu ấm áp mãnh liệt đó lan tràn trong lòng anh, tim anh bất giác đập nhanh hơn. Chiếc mũ trên tay được đội lại lên đầu, trong ánh nắng chiều hôm, Quý Tranh xoay người lại, quỳ một gối xuống đất gian rộng hai tay khoảng cách giữa họ không xa nhìn thấy động tác của ba quý nhiên buông tay mẹ ra chạy về phía ba sau khi chạy được mấy bước bỗng sực nhớ ra điều gì đó cậu xoay người chạy đến bên em gái dắt tay cô bé hai anh em nắm tay nhau rồi cùng lao vào lòng ba trên người ba có mùi mồ hôi mùi bùn đất và cả mùi thuốc súng sau khi bọn trẻ lao vào lòng Cánh tay của người đàn ông chỉ dùng một chút sức lực rất nhỏ đã bế bổng chúng lên. Quý Nhiên và Quý Chúc ôm lấy cổ anh, mỗi nhóc tì hôn một bên má ba, đây là những điều mẹ đã dặn dò lúc ở trên xe. Cái bóng của ba cha con được kéo dài dưới ánh trời chiều ấm áp dịu dàng. Khương Cách mỉm cười nhìn ba cha con ôm nhau, rồi ngắm nhìn bước chân quý tranh bế Quý Nhiên và Quý Chúc đi về phía mình. Đứng bên cạnh Khương Cách trong mắt quý tranh phản chiếu ánh chiều tà như có một ngọn nến được thắp lên nơi đáy mắt. Anh khẽ nở nụ cười, cho dù khoác trên người bộ quân phục nghiêm nghị thấm đẫm mùi khói súng cũng không thể nào che giấu được sự dịu dàng tận cốt xương của mình. Trong lòng vẫn còn đang ôm quý nghiêng và quý chúc, anh khẽ cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn ấm áp mềm mại rơi xuống, trái tim khương cách nảy lên như những tia sáng đang nhảy múa trong mắt anh, cô tròn mắt, hai rèm mi dài cũng mở cong vút theo, đáy mắt tràn ngập vẻ sửng sốt. Đây là doanh trại. Khương Cách nhắc nhở. Nhìn gương mặt ngẩn ra của người phụ nữ, quý tranh mỉm cười. Không hề xem chuyện vừa rồi có gì to tác, anh không kìm được. Đã nửa tháng không gặp quý nhiên và quý chúc, hai đứa trẻ bám dính lấy anh không rời. Sau khi quý tranh về nhà tắm rửa, làm bữa tối, cả nhà ăn cơm xong, quý tranh tập trung chơi với bọn trẻ lúc ăn tối khương cách nhận được điện thoại của trường học có một tài liệu cần phải chỉnh sửa gấp nên sau khi ăn cơm xong cô liền chui vào thư phòng để soạn bài mẹ có việc phải làm nên quý nhiên và quý phàm không quấy rầy mà tập trung chơi với ba quý tranh đưa hai đứa ra ngoài đi dạo một vòng sau khi chơi đồ chơi một lúc thì tắm rửa cho hai đứa trẻ rồi bắt đầu dỗ quý chúc ngủ quý chúc hiện giờ chỉ mới được hơn một tuổi thời gian đi ngủ tương đối sớm hơn nữa trước khi ngủ còn cần phải uống sữa lúc quý tranh mang bình sữa vừa pha xong từ phòng khách đi vào thì thấy quý chúc đang nằm trong giường củi trò chuyện với quý nhiên anh ừ sao vậy anh ừ sao vậy hì 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 quý chúc chỉ mới nói được một vài từ đơn giản chưa thể biểu đạt hết được những gì mình muốn cứ không ngừng gọi anh mà mỗi một tiếng kêu của cô bé quý nhiên đều kiên nhẫn trả lời sau đó Quý Chúc bắt đầu cười khúc khích. Trong thế giới ngây ngô của trẻ thơ, chỉ cần có người ngồi lắng nghe và đáp lại những lời e a vô nghĩa của chúng cũng đã khiến chúng vui sướng thích thú. Quý Tranh cầm bình sữa đi vào, ngồi bên giường, mỉm cười đưa bình sữa cho Quý Chúc. Quý Chúc hiện giờ đã lớn, bắt đầu ăn dặm, nhu cầu về sữa cũng giảm đi. Cô bé có thể tự mình nằm ôm bình sữa, sau khi ôm xong, cái miệng bé xíu há ra bắt đầu mút sữa. Tính cách của cô bé giống quý tranh, không nhanh không chậm, lúc uống sữa cũng không có cảm giác hấp tấp vội vàng. Cứ từ từ mà uống, hai chân ngắn tủng dơ lên, vì sự thỏa mãn mà sữa mang lại mấy ngón chân mũm mĩm không ngừng ngọ ngoại xuề ra. Quý nhiên gác tay trên giường nhìn em gái uống sữa, chỉ nhìn như vậy thôi cũng thấy đáng yêu rồi. Em gái có đôi má phúng phính dễ thương, giọng nói dễ thương, làm gì cũng dễ thương. Lúc quý nhiên ngắm nhìn, đôi mắt to tròn đen lấy của quý chúc cũng nhìn cậu. Nhìn thấy anh trai cười, cô bé nhả núng ti ra, hai cánh tay mũm mỉm ôm bình sữa dơ về phía anh trai. Anh! Uống! Nani ni, quý chúc còn rất nhỏ, nhưng cô bé đã biết sang sẻ với quý nhiên. Loại chia sẻ này không phải là thứ quý tranh và khương cách có thể dạy cho quý chúc bằng lời nói và việc làm của mình, mà là thường ngày quý nhiên luôn sang sẻ với cô bé mọi thứ và quý chúc đã học được điều đó trong vô thức. Sau khi quý chúc đưa bình sữa qua, quý nhiên sợ quý chúc không giữ được liền vội vàng nhanh tay đỡ lấy bình sữa. Quý nhiên nằm bò trên mép giường, giải thích với quý chúc, em uống đi, anh không uống sữa nữa, anh lớn rồi. Quý chúc hiểu những lời anh trai nói, anh trai không uống, cô bé cũng không ép buộc, lúc anh trai đưa núng ti giả qua, cô bé cười ngậm lấy, tiếp tục mút sữa. Quý Tranh ngồi đó, mỉm cười nhìn hai anh em. Quý Nhiên năm nay đã 4 tuổi rưỡi, trẻ con lớn nhanh, mỗi ngày đều có những thay đổi khác biệt so với trước khi em gái chào đời, cậu trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Khi Quý Nhiên nhìn em gái, Quý Tranh đưa tay vuốt ve mái tóc con trai, cho dù có chững chạc bao nhiêu đi nữa thì cậu vẫn mới chỉ là một cậu bé con với mái tóc mềm mại. Được ba xoa đầu, Quý Nhiên ngước mắt nhìn ba quý tranh cười nói một lát nữa a nhiên muốn nghe chuyện gì quý nhiên dụi đầu vào lòng bàn tay ba có một quyển sách con muốn đọc nhưng con chưa nhận ra được mặt chữ cho dù quý nhiên đã lớn nhưng ở trước mặt ba mẹ cậu vẫn luôn thừa nhận những điều mình không làm được như trước đó là bởi vì ba mẹ đã trao cho cậu đủ tình yêu thương để cậu có thể mạnh mẽ và đủ mạnh dạng để thừa nhận những việc hiện tại mình không thể làm để ba mẹ có thể giúp đỡ cậu ngón tay trên má cậu bẹo nhẹ hai cái quý tranh cười nói được lúc hai cha con thảo luận quý chúc trên giường cũng đã uống xong sữa cất giọng phụ họa được quý nhiên cúi đầu nhìn em gái cười nói được em gái cùng nghe sau khi quý chúc uống sữa xong hai anh em nằm nghe ba kể chuyện câu chuyện vừa mới bắt đầu cô bé đã ngủ thiếp đi quý nhiên lúc này đang rất tò mò về những tình tiết mà mình chưa biết nên khi kể đến gần hết nội dung câu chuyện cậu mới từ từ thiếp ngủ hai con đều đã ngủ say quý tranh đặt quyển sách xuống đứng dậy đi qua thư phòng trong thư phòng vẫn còn sáng đèn khương cách ngồi bên bàn làm việc đang chuẩn bị tắt máy tính cô đã làm xong việc nghe thấy tiếng mở cửa cô ngẩng đầu nhìn qua dưới ánh đèn người phụ nữ nhìn về phía anh mỉm cười ngủ hết rồi ạ à. căn nhà trong quân khu có hai phòng ngủ một phòng khách Thư phòng ngoài chức năng là phòng làm việc còn được dùng như phòng ngủ phụ, bên cạnh bàn làm việc kê một chiếc giường. Quý Tranh đi vào, ngồi xuống mép giường, nói với Khương Cách, "Từng đều ngủ hết rồi." Khương Cách chống tay lên má, đối diện với ánh mắt của Quý Tranh. Quý Tranh nhìn cô, cong khóe môi cười, dang rộng cánh tay. Ngọn đèn trong thư phòng tỏa ánh sáng êm dịu, dưới ánh đèn người đàn ông càng thêm dịu dàng. Khương Cách đứng dậy bước tới ngồi vào lòng anh. Quý tranh tắm xong, trên người có mùi hương bạc hà mát lạnh, Khương Cách ngồi thẳng người dậy, hai tay ôm lấy gương mặt anh, cứ tự nhiên như vậy mà hôn anh. Sau khi bọn trẻ ngủ say, đây là khoảng thời gian hai người ở riêng bên nhau. Bọn họ cũng đã nửa tháng không gặp, một lần xa cách nửa tháng đằng đẵng sau 4 năm. Nên đón nụ hôn của người phụ nữ, quý tranh ngước mắt lên nhìn cô, vào khoảnh khắc bờ môi rời khỏi, anh vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ giọng nói khoảng thời gian này em vất vả rồi mặc dù hai đứa bé của bọn họ rất ngoan nhưng dù ngoan đến đâu vẫn chỉ là những đứa trẻ lúc nào cũng phải theo sát từng bước thật sự rất vất vả chờ sau khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ lần này phải sắp xếp để khương cách có thể nghỉ ngơi một chút người đàn ông nói xong hai tay khương cách vẫn còn đang ôm gương mặt anh cô cúi xuống hôn môi anh không vất vả bằng em nhớ anh đôi đồng tử trong mắt anh khẽ chuyển động. Mặc dù trong con nhỏ có phần vất vả nhưng cũng không có gì khác so với khoảng thời gian quay phim trước kia. Chẳng qua chỉ là sự mệt mỏi về thể xác. Nhưng bởi vì tình yêu cô dành cho anh quá sâu đậm, nỗi nhớ cũng theo đó cùng cào da diết, nhưng lại không thể gặp nhau, cho nên rất vất vả. Khẽ hôn nhẹ lên khóe môi cô, sự ấm áp trào dâng từ nơi đáy tim, quý tranh áp tráng vào trán cô, hương cách anh cũng rất nhớ em có điều nỗi nhớ của anh không tính là vất vả trong khoảng thời gian này anh đã luyện tập với cường độ rất cao thỉnh thoảng mới có chút ít thời gian để nghỉ ngơi nghĩ về khương cách và các con trong khoảng thời gian ít ỏi đó trái lại là một sự thư giãn đầy thư thái và dễ chịu khương cách cười khẽ một tiếng ghé sát vào tai anh hạ giọng thì thầm em cảm nhận được những lời còn lại không cần phải nói ra bầu không khí trong phòng ngủ mờ ảo ấm cúng, hai vợ chồng nhoẻn miệng cười. Hôn nhau. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 108 Mùa thu ở Nam Thành rất ngắn ngủi, tháng 10 mênh mang sắc vàng, cái oi ả à nóng bức của mùa hạ bị xua đi nhường chỗ cho gió thu về, những cơn gió xe lạnh khoan khoái của buổi sớm mai thổi thấm đẫm lòng người, là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Trên con đường rộng lớn sạch sẽ của đại viện quân khu, thỉnh thoảng có những chiếc lá vàng rơi xoay xoay trong gió rồi đáp xuống mặt đất. Chiếc xe màu đen dừng ở cổng sân. Quý Phạm đứng trong sân, đón lấy Quý chút từ trên tay Quý Tranh. Ông nội vừa được ông nội bế vào lòng, cô bé con ôm lấy cổ ông nội, cọ nhẹ nhẹ cái mũi vào mặt ông, y hệt như chú mèo con làm nũng. Cô bé con đã hơn một tuổi rưỡi, nói chuyện cũng không còn lắp bắp nữa, tức giọng non nớt gọi một tiếng ông nội khiến người ta mềm nhũng cả tâm can có thể nói là một tay làm nũng lão luyện. Quý phàm ông quý chút cơ hồ không dám dùng sức. Hai bên tóc mai ông đã lấm tấm sợi bạc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc dù đã ngoài 50 nhưng dáng người vẫn cao lớn lịch lãm như trước. Quý chút gọi một tiếng ông nội, sắc mặt vốn nghiêm nghị của quý phàm lập tức dịu đi rất nhiều, ông cười rộ lên, đưa tay xoa mặt cô bé. Ngón tay ông nội thô ráp, cọ nhẹ nhẹ vào hai gò má làm quý chút ngư ngứa, Cô bé vừa cười khanh khách vừa né tránh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của ông nội, không dám mà, không dám mà. Nghe thấy tiếng cười giòn tan của cháu gái, cõi lòng quý phàm mềm nhũng, cẩn thận thu tay lại. Sau khi thu tay lại, ông đưa mắt nhìn quý nhiên vừa mới bước xuống xe, vẫy tay gọi, lại đây A à Nhiên. Trên lưng quý nhiên còn đang đeo cặp, cậu cười chạy tới, cất tiếng gọi, ông nội. Quý nhiên 4 tuổi rưỡi đã là một thiếu nhi, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng đã bớt đi sự non nớt mềm mại trở nên người lớn hơn đôi mắt và hai hàng lông mày toát lên vẻ chính trực cương nghị nhưng khi nở nụ cười rạng rỡ vẫn là dáng vẻ trẻ con được rồi hôm nay hai đứa chơi với ông nội để ba mẹ đi công việc quý phàm xoa đầu quý nghiêng dắt tay cậu bé rồi nói với hai cháu của mình khương cách nhìn quý phàm một tay bế bồng một tay dắt không hề tỏ ra có một chút mệt mỏi nào cô thoáng yên tâm nhưng sau khi nghe quý phàm nói vậy cô lại thấy ngượng ngùng cô và quý tranh đi ra ngoài không phải vì công việc công viên giải trí nam thành vừa mới ra mắt tổ hợp trò chơi mới bọn trẻ còn quá nhỏ không thích hợp để đưa đi cùng quý tranh định đưa cô đến đó để tham quan đánh giá trước tất nhiên đây là những gì quý tranh nói kỳ thật trong lòng cô biết quý tranh muốn hai vợ chồng được ở riêng bên nhau tận hưởng thế giới riêng của hai người sau khi có con hai người có rất ít thời gian dành riêng cho nhau nhưng mỗi tháng quý tranh đều sẽ nghĩ cách để cả hai có được một ngày riêng tư bọn họ là cha mẹ nhưng trước hết là một cá thể độc lập mỗi lần hai người ra ngoài phần lớn là tống bách hợp giúp trông coi hai đứa trẻ nhưng mấy hôm trước tống bách hợp có việc phải về quê cuối tuần vừa rồi lúc về đại viện quý tranh tình cờ nhắc tới chuyện này quý phàm liền chủ động đề nghị để ông trông giúp lúc trước cũng có khoảng thời gian ba chồng cô tự mình trong a nhiên nhưng khi đó quý nhiên cũng đã lớn hiện tại quý chúc còn nhỏ còn có thêm quý nhiên khương cách sợ quý phàm trong không xuể khương cách thoáng do dự hay là mẹ ba mẹ đi đi ạ à? quý nhiên ngắt ngang lời cô cậu đã quen với việc mỗi tháng ba mẹ mình sẽ đi ra ngoài một ngày và cũng dần dần hiểu lý do tại sao quý nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện hiển nhiên hy vọng ba mẹ mình vui vẻ quý phàm cúi đầu nhìn quý nhiên quý nhiên nắm tay ông nội ngước lên nhìn ông nội cười hít mắt nói con sẽ giúp ông nội Lòng ngực khương cách ấm rang quý tranh nhìn con trai rồi nhìn ba mình cuối cùng nắm lấy tay khương cách chào tạm biệt quý phàm và hai đứa trẻ vậy bọn con đi trước ạ à. buổi sáng lúc thức dậy quý tranh có giải thích với quý chúc hôm nay ba mẹ sẽ phải ra ngoài quý chúc mặc dù có hơi không vui nhưng cũng đồng ý lúc này phải xa ba mẹ cô bé có đôi chút quyến luyến bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo của ông nội nhìn ba mẹ lên xe sau khi lên xe khương cách hạ kính cửa sổ xuống viện thành cửa nhìn hai bé con dặn dò hai đứa nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông nội con biết rồi ạ à. quý nhiên đáp xong ngước lên nói với quý chúc 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 tạm biệt mẹ đi mặc dù anh trai còn nhỏ nhưng từ trước đến giờ quý trúc lúc nào cũng nghe lời anh trai ba mẹ đi rồi nhưng vẫn còn ông nội và anh trai ở đây nghĩ vậy quý trúc cảm thấy yên tâm trở lại cô bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ nói với ba mẹ tạm biệt ba mẹ quý tranh hơi nghiêng người tới trước mỉm cười vẫy tay với cô bé rồi khởi động xe rời đi xe chậm chậm lăn bánh bóng dáng ba ông cháu trong gương mỗi lúc một xa nhưng tầm mắt của khương cách không hề rời đi Quý tranh ngồi bên cười hỏi, em lo lắng à? Dạ. Khương Cách Hoàng Hồn, sau khi nghe rõ câu hỏi của quý tranh, cô nhuễn miệng cười, thu lại ánh mắt. Cô không có lo lắng, chỉ cảm thấy hình ảnh vừa rồi đẹp như một bức tranh. Ông nội bế cháu gái, nắm tay cháu trai, đứng trên con đường bằng phần sạch sẽ dõi mắt nhìn bọn họ rời đi. Hình ảnh này đẹp đến rung động tâm can. Xe nhanh chóng rời khỏi đại viện, quý phàm dắt tay quý nghiên A à Nhiên, chúng ta vào nhà đi. Bây giờ là 9 giờ, lúc sáng bà Lương Thanh cắt bị một người bạn gọi đi chơi bài, Quý Hiển cũng đi cùng bà. Hiện tại trong nhà chỉ có Quý Phàm và dì Triệu. Sau khi vào nhà, hai bạn nhỏ chào dì Triệu, dì Triệu vui vẻ đáp lời, Quý Phàm đưa bọn trẻ lên thư phòng trên tầng. Thư phòng của Quý Phàm trước kia có thể xem là phòng làm việc bởi vì dù đã rời khỏi tập đoàn viện tuyến nhưng có một số công việc vẫn cần ông đích thân xử lý nhưng hiện tại trong thư phòng chất đầy sách truyện cổ tích cũng như đủ các loại đồ chơi giáo dục còn có cả một quay củi nhựa sau khi vào thư phòng quý phàm đặt quý chúc vào quay củi quý nhiên hiện giờ vóc dáng đã cao hàng rào không ngăn được cậu có thể tự mình bước vào nhìn thấy cậu bước qua hàng rào một cách nhẹ nhàng biểu cảm trên khuôn mặt quý phàm có phần phức tạp khó nói nên lời quý chúc háo hức tung hứng mấy quả bóng quý nhiên ngồi bên cạnh đón lấy cảm nhận được ánh nhìn của ông nội quý nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông quý phàm định thần lại lòng bùi ngùi xúc động quý nhiên đã lớn thật rồi cả thể chất và tâm hồn đều đã trưởng thành hơn nữa còn trưởng thành rất nhanh nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ một thoáng lơ Để ông đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của cậu Quý phàm mỉm cười, ngồi bên ngoài hàng rào, đưa cho Quý chút quả bóng mà cô bé con đang muốn bò ra lấy đồng thời lên tiếng hỏi: "A Nhiên, lát nữa con có đi học không?" Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Quý Nhiên có lớp học phụ đạo, hai tuần trước Quý Nhiên vừa mới đăng ký một khóa học đấu kiếm. "Dạ, hai giờ bắt đầu vào lớp, học cho đến 5 giờ ạ." À. Quý Nhiên đáp, vừa nói cậu vừa chộp lấy quả bóng Quý chút đang đưa lên miệng cắn, đưa tay lau miệng cho em rồi bổ sung: chú lý sẽ đến đón con lớp học của quý nhiên nằm trong tòa nhà của công ty khương cách khi quý nhiên đi học lý nam và tiểu bàn chịu trách nhiệm chăm sóc cậu bọn họ là nhân viên của khương cách đã gắn bó với khương cách từ những ngày đầu cho đến bây giờ cũng rất yêu thích quý nhiên anh đường đường quý chúc lại cầm quả bóng cho vào miệng quý nhiên cúi đầu vẻ mặt chịu thua lấy quả bóng ra khỏi miệng cô bé sau đó lấy ra một viên kẹo sữa từ trong túi. Cậu mở giấy gói kẹo, đưa mắt nhìn Quý Trúc. Đôi mắt tròn xoe của Quý Trúc dòm chầm chầm vào đường đường kia. Thấy Quý Nhiên đột nhiên dừng động tác, Quý Trúc ngóc cổ nhìn anh trai. Quý Nhiên cầm viên kẹo, cười nhìn Quý Trúc hỏi, Chúc chút, em phải nói với anh thế nào? Đôi mắt Quý Trúc mở to, lông mi cũng vút cong lên, dưới hàng mi dày đen lấy hai đồng tử sáng long lanh cô bé cúi đầu, lông mày nhíu lại, hai bàn tay mũm mỉm chấp lại, vừa xoa xoa vừa cất giọng non nớt. Anh, nhờ mà. Nhờ mà. Cô bé chỉ nhờ mà một chút, quý nhiên đã đưa viên kẹo sữa cho cô bé. Cô bé con ăn kẹo, đôi mắt ngọt ngào hiếp lại cười thích chí. Cô bé chỉ vào túi anh trai, nhắc nhở, anh cũng ăn. Quý nhiên cười lấy thêm một viên kẹo, sau khi mở ra cậu không ăn mà đưa qua cho ông nội. Quý Phàm cười nhận lấy, lúc này Quý Nhiên mới mở thêm một viên kẹo khác cho mình. Trong thư phòng nho nhỏ, ba ông cháu mỗi người một viên kẹo sữa, mùi sữa lan tỏa khắp không gian hòa cùng tiếng cười của ba ông cháu hết đổi ngọt ngào. Quý Nhiên và Quý Trúc đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, Quý Phàm cũng không có gì vất vả. Sau khi chơi đủ trò xong, Quý Phàm cũng ngồi vào trong hàng rào, bên trái là Quý Trúc, bên phải là Quý Nhiên, cầm quyển truyện cổ tích trên tay bắt đầu kể chuyện cho hai anh em nghe. Ông nội kể chuyện chậm rãi lôi cuốn, chuyện nào cũng mới lạ thú vị, hai anh em đang lắng nghe say sưa thì điện thoại của quý phàm thình lình đổ chuông. Quý nhiên cầm lấy cuốn truyện, quý phàm mỉm cười nhận điện thoại. Cú điện thoại từ công ty gọi đến, gần đây tập đoàn viện tuyến đang tấn công thị trường châu Âu, người quản lý mới chưa đủ kinh nghiệm, có một số việc còn cần quý phàm đưa ra chỉ thị. Thời điểm này là giai đoạn then chốt, vốn dĩ không muốn quấy rầy Quý Phàm nhưng đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra nên đã quyết định liên lạc với ông. "Được, cậu liên hệ với các thành viên ban giám đốc, lát nữa tôi qua chủ trì cuộc họp." Quý Phàm điềm nhiên nói. "Vâng, thầy có cần người sang đón không ạ?" À? Người quản lý hỏi. Quý Phàm nhìn hai bảo bối trong lòng. Nói, "Ừm, lắp thêm hai ghế trẻ em phía sau." Người quản lý nghe xong, thoáng sửng sốt nhưng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu đáp, dạ, em biết rồi. Sắp xếp xong công việc một cách ngắn gọn dứt khoát, Quý Phạm đặt điện thoại xuống. Quý Trúc hoàn toàn không hiểu vừa rồi ông nội nói gì, cô bé cầm lấy cuốn truyện trên tay Quý Nhiên nói, ông nội, kể chuyện. Quý Phạm nhìn lướt qua cuốn truyện cổ tích trên tay cô bé. Mỉm cười ấy nấy, ông nội có chút việc phải làm, hai đứa đi đến công ty với ông nội, làm xong việc ông nội kể tiếp chuyện cho hai đứa nghe được không sau khi nghe ông nội nói quý chúc cũng hoàn toàn không có vẻ gì là hiểu cô bé tròn mắt nhìn quý nhiên quý nhiên gật đầu đáp dạ quý chúc thấy anh đồng ý cũng gật đầu dạ tòa nhà tập đoàn viện tuyến nằm trên phố tài chính nam thành tập đoàn không chỉ đơn thuần là một tòa nhà mà là một khu phức hợp đô thị công nghiệp tòa nhà tập đoàn nằm ở vị trí trung tâm liền kề công viên bờ sông và quảng trường. Tập đoàn Viện Tuyến được xem là một tập đoàn hùng mạnh sánh tầm quốc tế trong ngành công nghiệp giải trí, thông qua việc xây dựng bản sắc văn hóa riêng, tập đoàn là một cái tên vô cùng nổi bật trên con phố tài chính. Quý Phạm nói sẽ chủ trì cuộc họp, toàn bộ các quản lý cấp cao đều đã có mặt. Sau khi Quý Phạm lui về hậu trường, tất cả công việc đều được ông xử lý tại nhà ông rất ít khi có mặt tại công ty tham gia các cuộc họp, vì vậy lúc này các giám đốc cấp cao đều đang đứng ở cửa thang máy chờ đợi một cách cực kỳ nghiêm túc. Cánh cửa thang máy mở sang hai bên, Quý Phạm bước ra. Ông không đến một mình, trên tay bế một cô bé con hơn một tuổi, tay còn lại dắt một cậu bé 5-6 tuổi. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của nhóm quản lý cấp cao, Quý Phạm hắn giọng giải thích, ba mẹ bọn trẻ có việc, tôi trông giúp một chút lời giải thích của quý phàm khiến mọi người tức khắc ngay ra phải biết rằng trước kia quý phàm làm bất cứ việc gì cũng cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán chưa bao giờ hỏi ý kiến của bọn họ chứ đừng nói là giải thích như bây giờ không ai có thể tin được một người đàn ông cứng rắn như vậy bây giờ lại mềm mỏng thế này vốn dĩ là do cán bộ quản lý đột ngột gọi điện mời ông đứng ra chủ trì cuộc họp là bọn họ đã quấy rầy niềm vui ông cháu xung vầy của quý phàm hơn nữa bọn họ là nhân viên ông chủ làm gì cũng chính đáng huống chi có quý phàm ở đây lúc này trong lòng bọn họ cảm thấy yên tâm tự tin hơn rất nhiều người quản lý cười nói bọn em thật có lỗi vừa nãy không hỏi gì mà đã mời ngài sang đây thân là người quản lý không xử lý tốt công việc của tập đoàn gặp chuyện còn phải mời đích thân ông chủ đứng ra giải quyết kỳ thật là anh ta không làm tròn bổn phận nhưng quý phàm không trách mắng mà chỉ nhìn anh ta điềm nhiên nói bắt đầu cuộc họp đi vừa dứt câu ông liền sải bước đi về phía phòng họp các giám đốc điều hành cấp cao trong bộ âu phục nghiêm túc lần lượt nối bước theo sau ông vào phòng họp quý phàm làm việc quý chúc và quý nhiên được đưa vào khu vực nghỉ ngơi bên trong phòng nghỉ được ngăn cách với bên ngoài bằng kính ban thư ký đặc biệt cắt cử một thư ký có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em đến trong nom quý nhiên và quý Trúc kỳ thật quý nhiên và quý chúc cũng không cần người chăm sóc trong phòng nghỉ có đồ chơi và sách truyện hai anh em không quấy rầy ông nội làm việc ngoan ngoãn tự chơi với nhau hôm nay quý phàm không mặc ân phục sau khi rời khỏi công ty ông đã buông bỏ xuống những điều vướng bận tinh thần thư thái con người cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều nhưng trong cuộc họp yên tĩnh và nghiêm túc này ông triển khai chiến lược của công ty lắng nghe báo cáo của các quản lý cấp cao một cách trầm tĩnh đầy thâm sâu khó dò, tự hồ đã trở lại dáng vẻ trước kia. Quý Trúc đang chơi chợt đưa mắt nhìn Quý Nhiên, gọi, anh. Ừ. Quý Nhiên định thần lại, tầm mắt rời khỏi người ông nội, mỉm cười nhận lấy quả bóng trên tay Quý Trúc. Nhìn ông làm gì? Quý Trúc nói, ngoan. Ông nội đến ngay. Đây là những lời Quý Phàm đã nói lúc dẫn bọn trẻ vào phòng họp quý nhiên quay đầu lại nhìn về phía quý phàm hai tay ông đang vào nhau khuỷu tay chống trên bàn ánh mắt tĩnh lặng chuyên chú lắng nghe người quản lý báo cáo quý nhiên cũng không biết đây là cảm giác gì chỉ cảm thấy ông nội thật đẹp sau này nếu có thể cậu cũng muốn giống như ông nội cuộc họp kéo dài đến tận giữa trưa nhưng vẫn chưa kết thúc mà sẽ tiếp tục vào buổi chiều sau khi đưa hai đứa trẻ đi ăn cơm Quý Phạm bế chúng vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của mình để ngủ trưa. Quý Chúc hôm nay chơi đồ suốt cả buổi sáng, vừa uống cạn sữa trong bình liền ngủ thiếp đi. Quý Phạm ngồi bên giường, kể chuyện cho Quý Nhiên nghe, dỗ cậu ngủ. Trong giọng kể chậm rãi nhẹ nhàng. Quý Nhiên nhìn ông nội, ông nội bây giờ khác với ông nội trong phòng họp. Ông nội bây giờ rất hiền từ, giọng nói ấm áp triều mến khiến cho người ta hết đổi yên tâm. Ông nội rất lợi hại. Lúc Quý Phạm lật dở trang sách, Quý Nhiên đột nhiên nói một câu như vậy. Ngón tay khựng lại trên trang sách, Quý Phạm nhìn Quý Nhiên, ánh mắt ngây thơ sáng ngời của Quý Nhiên giao với ánh mắt ông nội, lúc ông nội họp. Quý Nhiên nói ông lợi hại, không phải bởi vì mọi người trong phòng họp đều lắng nghe ý kiến của Quý Phạm, mà là khi Quý Phạm ở đó, những người khác đều hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào người dẫn dắt mình. Quý Phạm là một nhà lãnh đạo chân chính, là người mà bọn họ nể phục tôn trọng đây là lần đầu tiên quý nhiên nhìn thấy hình ảnh khi làm việc của ông nội quý phàm cầm tập truyện cổ tích nhìn quý nhiên nói a nhiên cũng muốn giống như ông nội sao dạ muốn quý nhiên cười gật đầu nhìn nụ cười hồn nhiên trên gương mặt cháu trai quý phàm cũng mỉm cười ông xoa đầu quý nhiên quý nhiên sẽ làm được tất cả những gì ông nội có tương lai đều sẽ thuộc về quý nhiên và em gái buổi trưa quý nhiên chỉ ngủ nửa tiếng sau khi nhận được điện thoại lý nam nhanh chóng đến tập đoàn viện tuyến đón quý nhiên quý chúc vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy lý nam đến đón quý nhiên hốc mắt loáng cái ửng đỏ đứa trẻ ở độ tuổi của quý chúc còn quá nhỏ để có thể xa hơi ấm của mẹ khi thức dậy không có ai kề bên sẽ sợ hãi và lo lắng bây giờ quý nhiên rời đi Cả nhà dường như chỉ còn lại có một mình cô bé. Khoảnh khắc bước lên xe, Quý Nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của Quý Trúc, cậu không ngồi xuống mà nói với Lý Nam ở ghế lái, "Chú Lý, chú chờ con một lát." Dứt lời, cậu bé con đẩy cửa bước xuống xe. "Anh." Quý Trúc giơ tay về phía anh trai. Quý Phạm thả Quý Trúc xuống, vừa mới buông ra, Quý Nhiên đã chạy tới ôm chầm lấy em gái. Cậu ôm em gái nhẹ giọng dỗ dành, anh phải đi học, em ngoan ngoãn ở nhà với ông nội, chờ đến buổi chiều lúc chút chút đói bụng là anh về tới. Học cái gì? Quý Chúc vùi đầu vào lồng ngực nhỏ bé của cậu, đôi má trắng hồng phính ra như bánh bao. Học bảo vệ em gái. Quý Nhiên âu yếm trả lời. Quý Chúc không phải là một đứa trẻ thích khóc, cho dù chỉ còn một mình ở nhà. Cô bé cũng chỉ hoe đỏ mắt. Lúc Quý Nhiên chạy tới, hốc mắt cô bé cũng không còn đỏ nữa. Nghe thấy giọng nói thân thuộc của anh trai, Quý Trúc không còn sợ hãi nữa, cô bé dương mắt nhìn Quý Nhiên. Quý Nhiên mỉm cười, lấy trong túi ra một viên kẹo sữa, mở giấy gói rồi đút cho Quý Trúc. Chờ anh về. Quý Nhiên nói. Quý Trúc cắn viên kẹo, vị ngọt khiến cô bé thấy thoải mái. Cô bé gật đầu. Quý Nhiên lên xe rời đi, Quý Trúc lưu luyến nhìn theo hướng chiếc xe lăn bánh, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thu lại ánh mắt. Quý phàm nhìn bóng lưng bé nhỏ, muốn nghĩ cách giúp cho tâm trạng của cô bé vui vẻ trở lại. Ông bế quý chúc, hai người rời khỏi bãi đậu xe, đi vào thang máy. Thang máy không quay trở lên lại tầng phòng họp mà lên tầng 1. Quý phàm bế quý chúc đi đến quảng trường nhỏ của công ty. Chiều mùa thu nắng buông lơi nhẹ nhẹ, những cơn gió mơn mang thổi qua vô cùng khoan khoái dễ chịu. Quảng trường nhỏ của công ty cũng được trang bị đầy đủ các tiện ích giống quảng trường nhỏ ngoài công viên. Ngoài ra còn có các cửa tiệm bán đồ ăn vặt, đồ chơi và cửa hàng tiện lợi. Quý chúc ôm cổ ông nội, vừa ăn kẹo vừa đưa mắt nhìn các mặt tiền cửa hàng được trang trí vô cùng rực rỡ bắt mắt nối tiếp nhau sang sát. Sự chú ý dần bị chuyển sang đó. Quý phàm bế cô bé tới trước cửa hàng đồ chơi, nhìn thoáng qua những món đồ đủ kiểu dáng màu sắc, hỏi quý chúc quý chúc có muốn thổi bong bóng không chủ cửa hàng đương nhiên biết quý phàm nhìn thấy ông liền vội vàng chạy ra cúi đầu chào chủ tịch quý chúc nhìn thấy chủ tiệm cúi đầu lễ phép nói con chào chú chủ tiệm được cô bé chào có hơi ngượng ngùng nhanh nhảo hỏi là muốn đồ thổi bong bóng đúng không cái này cái này còn có cái này đều rất thú vị lúc ông chủ giới thiệu đôi mắt quý chúc lại dòng chầm chầm vào chỗ khác quý phàm liếc nhìn qua quý chúc dòng trúng tủ kem bây giờ là mùa thu nhưng ban ngày trời vẫn nắng hanh nên trong tủ vẫn còn trưng bày rất nhiều kem ông chủ nhìn thấy ánh mắt quý chúc rơi trên khuôn mặt mình đang định né sang chỗ khác thì giọng nói non nớt của cô bé đã vang lên ông nội kem lúc cô bé nói chuyện ánh mắt đã chuyển hướng nhìn quý phàm đôi mắt to tròn như quả nho đen sạch sẽ và trong suốt nhìn ông nội chờ ông lên tiếng quý phàm nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cháu gái nói lạnh lắm cô bé còn quá nhỏ nhưng lại biết kem hẳn là trước kia đã từng ăn qua có điều quý phàm cũng không mấy chắc những món ăn vặt này nên ít cho trẻ ăn vẫn tốt hơn quý chúc lúc này đã hoàn toàn quên bén việc không có anh trai bên cạnh sau khi nghe ông nội nói xong khóe mắt hơi cụp xuống lông mi cũng rủ xuống theo quý phàm đi chọn đồ chơi thổi bong bóng quý chúc dán chặt mắt vào tủ kem viên kẹo sữa trong miệng còn chưa tan hết. Ngậm chục chục viên kẹo ngọt ngào, cô bé thình lình sực nhớ ra gì đó. Ông nội. Quý Trúc lại gọi một tiếng nữa. Quý Phàm ngừng lựa chọn, quay lại nhìn cô bé, sao nào bé con. Vẻ không vui trên mặt Quý Trúc hoàn toàn biến mất, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ông. Lúc Quý Phàm nhìn sang, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại, đôi mắt mở tròn xoe, hai bàn tay mũm miễn chấp lại xoa xoa nhờ mà, nhờ mà. Gió thu thổi qua, hơi thở của Quý Phạm hơi chậm lại. Quý Trúc nghiêng đầu, lại xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, cười tít mắt nhìn ông nội, "Ông nội, kem." Đôi môi Quý Phạm mím thành một đường kẻ, ngắm nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Quý Trúc, ông khẽ thở dài một hơi, cuối cùng quay qua nói với ông chủ tiệm, "Cho tôi một cây kem." "Cảm ơn ông nội." Quý Trúc ôm chặt Quý Phạm, cô bé thích chí, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Nếu quý nhiên đòi kem như thế này, quý phàm sẽ tuyệt đối không cho. Cháu trai và cháu gái, suy cho cùng luôn có sự khác biệt. Dự án mới của công viên giải trí là một khu nghỉ mát trượt tuyết, Nam Thành không có tuyết, Quý Tranh đã mang tuyết về cho Khương Cách. Bắc Thành là thành phố tuyết, tuyết rơi suốt một phần ba thời gian trong năm. Về cơ bản Khương Cách biết chơi hầu hết các môn thể thao trên tuyết vốn dĩ cho rằng cô chỉ biết trượt băng, không ngờ trượt tuyết cũng giỏi như vậy. Người phụ nữ mặc quần áo trượt tuyết, bộ đồ trượt tuyết dày rộng càng tôn lên dáng người mảnh mai, cơ thể uyển chuyển linh hoạt. Đường trượt liên kết với nhau liên tục nhường nhuyễn vẽ thành hình chữ S xuôi theo con dốc đổ xuống. Động tác lưu loát dứt khoát vô cùng xinh đẹp. Khu trượt tuyết đang mở cửa hoạt động thử nghiệm, hôm nay là cuối tuần, cũng có khá đông người tới tham quan vui chơi người dân Nam Thành phần lớn không biết trượt tuyết vì vậy khi nhìn thấy động tác thành thạo điêu luyện của Khương Cách, không ít người vỗ tay reo hò. Khương Cách vốn đã quen với sự cuồng nhiệt hết mình của những người hâm mộ. Cô điềm nhiên thực hiện cú xoay người khéo léo rồi sau đó trượt về phía Quý Tranh ở khu nghỉ ngơi bên cạnh. Khi cô lướt tới, Quý Tranh đã gian rộng sẵn vòng tay chờ đón, Khương Cách dùng sức ghiềm ván dừng lại, sau đó toàn thân thả lỏng đổ vào lòng Quý Tranh cho dù mặc bộ đồ trượt tuyết dày cột, cô vẫn nhẹ bẩn, quý tranh cười ôm cô xoay một vòng trong không trung rồi sau đó vững vàng đặt cô đứng xuống đất. Có vui không? Quý tranh nhìn cô, cười hỏi. Khương cách không cần nói gì, khóe mắt cong veo của cô đã cho anh đáp án, khương cách gật đầu, dạ, vui lắm. Vui đến mức em quên A à Nhiên với tiểu chút luôn. Đó là niềm vui đạt cấp độ thượng thừa. Khương cách vừa dứt câu, Quý tranh bật cười. Buổi sáng đến đây, sau khi tham quan một vòng trong công viên giải trí gần hết nửa buổi. Hai người ăn cơm trưa rồi chuyển sang khu trượt tuyết. Khương cách cứ như xài không hết năng lượng, khám phá đủ các địa hình trượt, đánh lượng không biết bao nhiêu vòng trong sân. Quý tranh sợ cô mệt nên mới bảo cô vào đây nghỉ ngơi. Hai người ngồi một lúc, vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn mọi người. Chờ chút chút lớn thêm chút nữa, chúng ta đưa con đến đây chơi. A Nhiên đã biết trượt băng, chắc chỉ cần dạy một chút là có thể trượt tuyết được. Cô vừa nói xong, Quý Tranh bỗng bật cười, Khương Cách nhếch mắt nhìn anh, mặt đầy vẻ thắc mắc, Quý Tranh treo, không phải em nói vui đến mức quên A Nhiên và Tiểu Trúc luôn sao? Khương Cách nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, những lúc vui vẻ nhất chính là lúc nghĩ đến bọn trẻ nhiều nhất. Hai vợ chồng lại nhìn nhau cười. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Khương Cách đứng dậy khỏi băng ghế, quý tranh ngước nhìn cô khương cách đưa tay giữ vai anh lại em đi vệ sinh quý tranh gật đầu ngồi đó đợi cô khương cách cởi giày trượt đi vào nhà vệ sinh phòng vệ sinh của sân trượt tuyết nằm trong khu nghỉ ngơi từ vị trí hiện tại quý tranh cũng có thể nhìn thấy anh nhìn khương cách đi vào nhà vệ sinh yên lặng đợi cô chỉ chốc lát sau khương cách đã đi ra sau khi bước ra cô liền ngước mắt nhìn về phía anh nhưng cô còn chưa kịp sải bước thì đã bị một người ngăn lại. Cũng giống như lần trước, người chặn Khương Cách là một thiếu niên. Khương Cách hiện giờ chỉ đóng phim điện ảnh, con người cũng dần chín chắn trưởng thành. Không còn mang hào quang lưu lượng, nhưng hào quang chị gái lại rực rỡ chói lóa, thu hoạch một số lượng lớn các fan hâm mộ em trai. Cậu thiếu niên trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ trượt tuyết, lấy một tấm ảnh từ trong ví ra, không biết là vì kích động hay do lạnh mà khuôn mặt đỏ bừng. "Chị ơi, ký tên cho em với ạ." À. Cậu thiếu niên trông chỉ chừng 18, 19 tuổi. Khương Cách đưa mắt nhìn quý tranh rồi lại nhìn cậu ta, giơ tay ra. Cậu thiếu niên vội vàng đưa bức ảnh cho cô rồi lấy ra một cây bút. Trong lúc cô ký tên, cậu thiếu niên lấy điện thoại ra. "Chị và ông xã ra ngoài chơi, đừng chụp ảnh." Khương Cách nói giữa bốn bề tuyết trắng, Khương Cách nói những lời hết sức bình thường nhưng cũng mang theo đôi chút lạnh lùng. Cậu thiếu niên vội vàng cất điện thoại. Đưa mắt nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn đỉnh đạt ngồi ở băng ghế cách đó không xa, cười nói, dạ, chị yên tâm. Cậu thiếu niên khá ngoan ngoãn, ký tên xong Khương Cách ngước mắt lên nói với cậu ta một tiếng, cảm ơn. Ký tên xong, Khương Cách chụp ảnh cùng cậu thiếu niên, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh quý tranh. Cô mang giày trượt tuyết vào, Quý Tranh đưa tay mang cho cô. Hỏi, lại là Phan à? Mang xong giày trượt tuyết, Khương Cách nhớ tới chuyện đã xảy ra khi tới công viên chơi lần trước. Cô nhìn Quý Tranh, cười hỏi, anh ghen à? Nhìn khuôn mặt cười tỏa rạng của người phụ nữ, nụ cười trên môi Quý Tranh vẫn hết đổi dịu dàng. Anh nói, vốn dĩ có nhiều người thích em anh nên vui mới phải, hơn nữa anh cũng biết em thích anh nhưng anh vẫn bị kích thích nảy ra một chút ham muốn chiếm hữu một người đàn ông ấm áp và dịu dàng như quý tranh có thể khiến anh nảy sinh ham muốn chiếm hữu là chuyện không hề dễ dàng khương cách cởi găng tay ra mỉm cười nắm lấy tay quý tranh cả hai đều đeo nhẫn cưới lòng bàn tay dày rộng và những ngón tay thon dài bao bọc bàn tay mảnh mai của cô chiếc nhẫn cưới ánh lên những tia sáng lấp lánh giữa nền tuyết trắng xóa khương cách nắm tay anh nhắm ngay nền trời xanh thẳm, cô lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh. Sau khi chụp xong, Khương Cách mở Weibo, nói, em muốn đăng Weibo. Tay cô lành lạnh, Quý Tranh nắm tay cô, mỉm cười nhìn màn hình điện thoại nói, đăng cái gì? Khương Cách không nói gì, cô nhấn vào giao diện Weibo, thêm bức ảnh vừa chụp kia lên. Ảnh chụp rất đẹp, dưới sự phản chiếu của trời tuyết nhân tạo màu sắc ánh lên vẻ rực rỡ lạ thường. Một bức ảnh cùng dòng chữ ngắn gọn bà quý chỉ thuộc về ông quý cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé